Chào mừng tất cả cô chú bác chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Và hôm nay thì Quỳnh Phạm quay trở lại với tất cả mọi người. Các bác ơi, trong thời gian bán hàng thì em sẽ nghe rất là nhiều ý kiến của khách hàng phản hồi lại với em. Nói chung là những cái ý kiến nó cũng không được tích cực cho lắm. Thì ngày hôm nay thì Quỳnh Phạm sản xuất ra một cái video này để chia sẻ và chỉ ra những cái điểm mà các bác, chúng ta là người tiêu dùng, chúng ta nhận biết được những dòng sản phẩm nào đâu là chính hãng và đâu là hàng giả hàng nhái bởi cái màng loa này. Thì ngày hôm nay cũng có một cái vị khách rất là đáng quý và đến với em đã tại cơ sở của em nhá, đến tại nhà luôn và có chia sẻ là em ơi, tại sao mà em bán côn của loa này, loa toa này tại sao lại đắt hơn chỗ khác, mà cái loa của anh mua về làm sao mà anh cũng mua hàng toa về làm sao anh lắp vào loa của anh nó nghe nó không hay và âm thanh nó nghe nó cảm giác nó bị bí và bị nén. Thì ngày hôm nay thì Quỳnh Phạm sẽ chỉ ra cho bác chúng ta nhận biết để tránh làm sao ạ, tránh tiền mất tật mang mà không phải mua phải hàng chính hãng. Và ngày hôm nay thì em cũng xin nói luôn, em sẽ chỉ ra để các bác nhận biết được đâu là hàng giả và đâu là hàng nhái đối với dòng sản phẩm màng loa toa hàng Indonesia. Thì ở trên tay em đây, mọi người nhìn kỹ luôn cho em nha, em sẽ khui hộp ra đã này. Đó, trên tay em đây là hai sản phẩm, một chiếc là hàng chính hãng và một chiếc là hàng giả hàng nhái. Thì em sẽ chỉ ra các bác luôn. Đây, mọi người nhìn kỹ luôn cho em. Về hình thức, nếu mà em nói luôn này, nếu mà để các bác so sánh nhá, các bác nhận hàng nhá, nếu mà các bác mua một về nhà chúng ta mở ra xem thì đương nhiên chúng ta 100% sẽ bị lừa. Đấy, em nói luôn, tại vì trên thị trường bây giờ rất nhiều cơ sở bán và rất nhiều người bán hàng nói luôn một câu không có tâm. Đó, đẩy giá lên rất cao. Bình thường như cái côn giả, côn nhái của hãng loa toa, hãng của công nghệ Nhật Electrolux ấy, ở trên thị trường bán em cũng đã thấy bán 160, 170 rồi. Và khách quay trở lại bên em mua bảo em ơi làm sao mà anh mua về âm thanh nó không được hay những dòng cũ. Tại vì sao ạ? Các bác, thứ nhất các bác đang mắc phải là các bác thích rẻ, đúng không ạ? Các bác thích của rẻ. Thứ hai là các bác chưa tìm được cơ sở uy tín. Và cái tiếp theo nữa là gì ạ? Chúng ta gì ạ? Bị dụ dỗ bởi những cái người bán hàng quá là ngon ngọt để chúng ta mua hàng, đúng không ạ? Và chúng ta chưa thực sự tin tưởng shop của Quỳnh Phạm. Em nói luôn nhá. Ví dụ như em đang bán đây, em báo giá cao thì các bác, ôi sao em bán đắt thế, anh không mua đâu, anh qua chỗ này rẻ hơn. Thì đương nhiên các bác phải hiểu là đồng tiền đi liền với chất lượng. Và tiền nào thì của thấy thôi. Chứ các bác đừng có suy nghĩ là làm sao ạ? Tiền nào của đấy, cái gì do chúng mày đẩy hàng lên cao, do chúng mày đẩy tiền lên cao chứ giờ chất lượng hàng như nhau. Nếu ai đang có suy nghĩ đấy thì em xin phép mọi người là em cũng không đồng tình nhá. Tại vì làm sao bọn em nhập vào đắt, nhập vào hàng chính hãng đương nhiên nó phải khác bọt luôn. Ví dụ như hàng này, các bác phân biệt được không ạ? Hàng này của nó sẽ là hàng giả này. Đấy, em chỉ luôn nhá. Em chỉ luôn, tí nữa em sẽ chỉ những cái điểm giống nhau và khác nhau để các bác chúng ta nhận dạng. Và hàng này sẽ là hàng chính hãng. Thứ nhất, nó sẽ có hai điểm giống nhau và điểm khác nhau. Điểm giống nhau ở đây là sao ạ? Về hình thức thì nó giống hệt nhau. Thứ nhất là từ cái rãnh này, từ cái nhựa ở trong này này là nó sẽ giống nhau. Và nó đều là một vòng đồng kích thước bằng nhau. Đấy là những cái điểm giống nhau. Và cái điểm khác nhau để chúng ta nhận dạng ra đâu là hàng chính hãng, Quỳnh Phạm đi vào nói luôn. Ở hàng nhái mọi người nhìn thấy nhá, ở trên lá côn nó sẽ có chữ NO60HK. Và cái màng của nó, điểm tiếp theo này, đấy là chữ nhá. Chữ của nó toàn bộ là in chứ không phải là dập nổi. Các bác lưu ý nhá, toàn bộ là chữ in bằng mực. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Và cái lá này của nó sẽ có một cái màu vàng vàng theo kiểu vàng, mọi người nhìn kỹ luôn nhá. Vàng theo kiểu vàng 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 cam mọi người. Vàng cam nhá mọi người nhá. Và nhìn nó rất là dại cái lá côn. Và tiếp theo nữa gì ạ? Điểm tiếp theo nữa là gì ạ? Trên côn này không có mã số. Đó, không có mã số và không có dập nổi cái tên của công ty, tên của hãng loa toa, ok chưa? Nó không có chữ toa luôn nha. Nói chung là hàng nhái mà các bác. Nhìn phát biết đi, phát hiện ra ngay. Nếu bác nào là người tiêu dùng thông thái, chúng ta tinh ý, chúng ta sẽ phát hiện ra ngay. Tại vì toa thì đương nhiên phải có dập nổi toa ở trên lá côn rồi, đúng không ạ? Đấy là những cái điểm khác biệt. Và cái dòng sản phẩm chính hãng, các bác nhìn kỹ luôn này, so sánh luôn luôn cho em. Đây để các bác nhìn nhá. Hàng đây đều là côn 10W đúng không? Thì đương nhiên hàng chính hãng của nó, mọi người nhìn kỹ này, cái chữ bao giờ cũng phải có mã số NO60BA. Đây chính là mã số của hàng. Các bác nghe rõ nhá, mã số của côn. Côn này chuyên lắp cho 10W và 15W. NO60BA, đây là mã số. Và cái điểm tiếp theo nữa là gì ạ? Ở trên này nó có mã số vạch trùng khớp với lại gì ạ? Cái hộp mà em gửi cho mọi người. Đây, ví dụ hộp của nó có mã số là 23L110736. Thì ở trên này nó cũng có gì ạ? 2310. Đây, các bác nhìn kỹ luôn cho em này. Nó có mã số nhá. Trên này có mã số và ở hộp đều có mã số. Các bạn thấy không? Nó đều có mã số. Không phải chỉ như thế, mà trên toa này, điểm khác biệt tiếp theo là rất là dễ nhận biết.
là gì ạ? Lá cô này nó phải có chữ toa, cooperation, dập nổi ở trên lá cô này. Lưu ý nhá, nhìn kỹ luôn cho em, nhìn kỹ luôn cho em. Ở vòng bên trong và vòng ở bên này. Đó, hàng này thì không có luôn, hàng này chỉ có mỗi nâu 2012, có nghĩa sản xuất năm 2012. Và có chữ HQ, HK ở đây. HK ở đây chắc là tên người sản xuất hoặc là tên công ty tư nhân sản xuất, em không biết hàng Việt Nam đâu. Ok chưa? Và cái hàng này các bác nhìn kỹ luôn này, có chữ toa này, mọi người nhìn kỹ luôn cho em nhá. Toa Corporation. Đó, dập nổi, sắc nét, rõ nét, không mờ, không lem, không phải là mực mà là dập nổi luôn, đổ khuôn luôn. Ok chưa? Nó có dập nổi ở đây và có cả series luôn nhá. Đây series của nó đây, mọi người nhìn kỹ này. Ở đằng này nó có một chữ series này, series của nó 20032. Đấy, đấy là series. Đây là những cái điểm các bác nhận biết rất là dễ dàng đâu là hàng chính hãng và đâu là hàng giả hàng nhái chưa ạ? Cho nên Quỳnh Phạm báo giá công khai luôn, đến với em nói luôn nhá, em không bán hàng loại 2. Tại vì sao? Những cái hàng này để lắp vào những cái loa toàn trên 1 triệu gần 2 triệu bạc. Lắp cái cô này để vào làm gì ạ? Thứ nhất âm thanh không hay. Thứ hai là gì ạ? Không phải hàng chính hãng, các bác dùng một vài ngày các bác vứt đi luôn. Tốn tiền mua vào đã 160, 170 rồi, có phải rẻ rúm gì đâu. Tội gì mà không mua cái dòng sản phẩm này, Quỳnh Phạm báo luôn này. Hàng chính hãng bên em nhá, báo giá công khai luôn. Lá côn chính hãng bên em đồng giá từ 10W, 15W, 30W và 50W, 75W. Tất cả các loại loa phóng thanh đồng giá 250, em nói luôn. Tiền nào thì của đấy thôi anh em ạ. Quỳnh Phạm không ngại gì báo giá công khai luôn cho anh em. Tại vì một ngày em bán rất là nhiều, không phải là một hai khách, em nói luôn. Cho nên là bác nào tin thì vẫn mua hàng của Quỳnh Phạm rất là nhiều. Còn các bác nào chưa thực sự tin em thì các bác nên cân nhắc khi mua hàng ở những chỗ rẻ hơn, để tránh làm sao ạ? Mua phải hàng giả hàng nhái. Đây này, thực tế đây, đây là hàng của khách mang đến nhà em luôn. Bảo là em ơi anh mua nhưng làm sao về âm thanh của nó nghe không hay. Không hay làm sao, không hay vì mua phải hàng giả hàng nhái rồi. Và ngay lập tức Quỳnh Phạm tư vấn hàng này, đã vứt luôn hàng này đi, vứt luôn ở tại nhà em và mua hàng này, ok chưa? Và mua hàng chính hãng này luôn với giá 250.000, ok chưa? Và ngày hôm nay thì Quỳnh Phạm muốn truyền tải một cái thông điệp tới toàn thể anh em, đó chính là hy vọng các bác hãy là người, những khách hàng tiêu dùng thông thái. Trước khi mua một cái gì, chúng ta đừng quan tâm về về giá tiền vội, hãy tìm hiểu kỹ về chất lượng hàng. Đấy, dù nó có gì ạ, nó rẻ hơn nhưng chưa chắc đã chất lượng đâu. Đấy, em xin nói luôn mọi người, tại vì các bác phải hiểu là tất cả mọi người kinh doanh đều phải có lãi. Đấy, cho nên là đương nhiên người ta không bao giờ người ta bán rẻ hơn em tân gần tần 100.000 một lá côn, không bao giờ có. Em không lãi nhiều của các bác này như vậy đâu. Cho nên là em hy vọng là các bác xem xong cái video này của em thì các bác cũng đúc kết ra một điều là mua hàng chúng ta hãy tìm những cơ sở uy tín một chút, hoặc là những cơ sở chuyên cung cấp những dòng sản phẩm chính hãng để chúng ta mua phụ kiện ở tại đấy thì đương nhiên giá sẽ rẻ hơn rồi, đúng không ạ? Đấy, cho nên là tại buổi video này các bác xem video thì đừng quên chia sẻ giúp em nhá. Và ngoài cái dòng sản phẩm lá côn và ngày hôm nay thì em lên luôn cho anh em, thì bên em chuyên cung cấp bán buôn bán lẻ tất cả các loại loa toa từ 10, 15, 30, 45, 50 và 75. Và loa đài mini sân bãi đầy đủ phù anh em trên toàn cả nước. Cho nên là các bác đang xem video đừng quên ấn chữ đăng ký kênh ở góc bên này màn hình nhá. Chọn chiếc chuông, ấn chữ đăng ký giúp em, chia sẻ với giúp em nếu cảm thấy video hay và hữu ích. Cảm ơn tất cả anh em. Hẹn các bác những buổi video lần sau.